Hiếu. Hiếu. Cái gì đấy? Em không xách ở đâu? Nặng lắm rồi. Đây là thuốc của bà đấy. Về đưa cho cô Ngân. Dặn cô buổi tối đun cho bà ngâm chân. Tốt lắm đấy. Nhưng mà em hỏi thật nhá. Anh và chị Linh vẫn còn vương vấn với nhau đúng không? Em thấy chị vẫn phòng không không quân đấy. Có khi nào mà chị chờ anh nói xong không nhỉ? Luân Thuyền, đấy không phải việc của em. Giờ nghiêm túc nghe anh dặn này. Bà như vậy thôi. Nhưng anh tin, trong thâm tâm của bà sẽ đồng ý với quyết định của em. Còn em ấy, nếu xác định nghiêm túc phục vụ lâu dài trong quân đội thì phải nghiêm túc hơn, trưởng thành hơn. Đã rõ chưa? Rõ. Thôi, chào đồng chí. Gì đấy? Thôi, em đi luôn kẻo muộn nhá. Quên mất. Lại gì nữa? Em gửi lại anh cuốn nhật ký của bố. Cầm lấy nhé, không xem muộn. Em đi nhá. Bà, cháu vừa tiện em Hiếu về rồi bà. Thế lần này anh em có cãi nhau không? Không, tình cảm là khác bà. Chưa bao giờ anh em cháu tâm sự với nhau nhiều như thế. Và cháu chợt nhận ra rằng cháu đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian và cơ hội để hai anh em có thể yêu thương và hiểu nhau hơn. Ừ. Trước đây cháu chỉ nghĩ đến trách nhiệm và bổn phận, mà cháu quên mất bài học đầu tiên, đó chính là làm anh khó lắm. Cũng may anh em cháu có bà. Cháu cảm ơn bà. Ngày đó bà đã quyết tâm để cho Hiếu nó đi bộ đội, và ngày hôm nay cháu đã có một người em trưởng thành. Thực ra thì cháu muốn nói giúp em chứ gì. Muốn bà cho nó đi chuyên nghiệp phải không? Bà, Hiếu nó là cục vàng của bà. Lửa thử vàng, gian nan thử sức. Nhờ trong môi trường quân ngũ đã rèn giũa, biến Hiếu từ một đứa ngổ ngáo thành một chàng trai trưởng thành, ưu tú. Bà, chẳng lẽ bà không muốn nhìn thấy trong môi trường quân ngũ là nơi rèn luyện kỷ luật và bản lĩnh, Hiếu nó sẽ đi xa đến đâu ạ? Bà muốn, nhưng bà sợ. Cháu hiểu. Lời hứa bình an,
anh em cháu sẽ thực hiện bằng được ạ. Để bà và cô sẽ không phải lo lắng gì nữa. Bà ơi, ai cũng chỉ sống có một lần thôi mà, nên phải sống sao cho nó đáng bà và trong tim. Con đường của Hiếu nó đã lựa chọn sẽ dài và rộng hơn cháu. Vì thế cả nhà mình hãy ở bên động viên và cổ vũ cho em nó bà nhé. Chào chào bà. Thằng chó con của bà về rồi đấy à? Dạ. Anh Trung có khỏe không? Có bà ạ. Mà anh bảo cháu mang gạo với cái nấm này cho bà với cô đấy ạ. Mà cô đi đâu rồi hả bà? Đi chợ rồi. Tìm bồng khoai về nấu cho đứa nào đấy. Canh bồng khoai mà đưa đến môi thì trôi xuống ruột. Ăn canh mát dạ thì dễ mềm lòng. Bà nhờ. Bà vẫn giận cháu hả bà? Bà già rồi, giận làm gì cho mau sung lỗ. Bà, cháu hứa với bà là cháu sẽ suy nghĩ thật kỹ càng chín chắn. Nhất định cháu sẽ không để bà phải buồn lòng vì cháu nữa đâu ạ. Là hết nghĩa vụ thì về với bà. Là cháu sẽ tin ở bà. Cháu sẵn sàng chậm lại một chút cho đến khi bà an tâm, bà ủng hộ cháu. Nào. Bà ấy thích không bà? Dễ chịu lắm. Đây là thuốc cầm chân anh Trung anh bảo cháu mang về cho bà với cô đấy ạ. Ui trời ơi, có hai thằng cháu như thế này thì thật là mát lòng mát dạ. Này Hiếu ơi. Dạ. Hôm vừa rồi lên trên đồn thấy anh Trung có cô nào chưa? Nghe chừng khó đấy cô ạ. Hả? Ông anh trai của cháu cứ suốt ngày cắm mặt vào đánh án, có ma người ta thèm ngó ngàng. Mong có cô nào lọt vào mắt nó. Chứ xấu mới xinh thì không quan trọng, tốt là được. Bà ơi, thế sau này ấy, lúc mà cháu tìm người yêu thì cứ tốt là được bà nhỉ? Ừ, tốt là được. Nhất là tốt với cháu. Dạ. Thế để tại sao vào chuyên nghiệp là tốt với thằng Hiếu mà mẹ đây không đồng ý? Chị thì thôi, muộn rồi, đi ngủ đi.
Hà. Trong cuộc sống này, không phải lúc nào sự lựa chọn của chúng ta cũng có thể trọn vẹn được. Em biết, nếu em kiên trì thì bà cũng sẽ cho thôi. Giống như năm xưa, cuối cùng thì bà vẫn để anh đi bên phòng đấy thôi. Nhưng mà để thỏa ước mong của em ấy, mà để bà buồn lòng thì em áy náy lắm. Em có kiên định và quyết liệt đến cùng với sự lựa chọn của mình không? Vậy thì anh tin sẽ đến lúc bà hiểu và ủng hộ cho quyết định của em. Cố gắng lên. Bye.